Ok anh em, đây là DJI Mini 3 Pro nha anh em. Hôm nay mình sẽ test thử cái khả năng bay cao của con DJI Mini 3 Pro này ha. Và con DJI Mini 3 Pro này của mình đã được mở khóa độ cao rồi nha anh em. Và cái cục pin mình dùng để bay mở khóa độ cao thì cũng vẫn là cái viên pin rất là quen thuộc, 5700 mAh, do chính mình làm luôn ha anh em. Đó, đây là 5700 mAh ha. Pin 5700 mAh thì nó trong như zin luôn nha anh em. Đó, đây là 5700 mAh và mình sẽ test thử trên body Mini 3 Pro nha anh em. Ok, và mình sẽ thích cấp nó ở 95% ha anh em. 95% pin. Đây coi điện áp pin 4.12 ha. Và thiết bị mình sử dụng là DJI Mini 3 Pro ha, DJI Mini 3 Pro. Đó. Và lần trước thì mình bay mở khóa độ cao ở DJI Mini 4 Pro ha, còn lần này thì mình bay trên Mini 3 Pro ha anh em. Đó. DJI Mini 3 Pro ha anh em. Đó, và cái giấy phép bay là giấy phép của mình luôn ha anh em. Giấy phép bay là do giấy phép do mình cấp ha. Rồi ok, bây giờ mình thử mình chơi cái này. Chuyển qua chụp ảnh. Cảm biến. Tắt cảm biến ha. Thì nói chung là mình sẽ làm như vậy để mình có thể bay được cao nhất ha anh em. Tắt cảm biến, chuyển qua chế độ hình ảnh và lớp thôi. Take off. Home point updated. Thì hôm nay trời nói chung là khá là lặng gió nha anh em. Trời hôm nay không có nhiều gió nha. Đó, mình sẽ lại cái vị trí quen thuộc của mình ha. Vị trí bay rất là quen thuộc của mình luôn. Một cái đám cỏ lao. Và bây giờ mình sẽ 2-3 lên ha anh em. 2-3 lên. Mình đẩy nhầm cần ga anh em ơi. Đó, thì với DJI Mini 3 Pro ha, ở chế độ N mode ha, thì DJI Mini 3 Pro nó chỉ có thể lên cao ở 10.4 đến 10.8 km/h thôi nha anh em. Còn với DJI Mini 4 Pro thì nó mở công suất ga là nó lên được tới 18 km/h nha anh em. Và bây giờ mình sẽ xem biểu đồ của gió ha. Coi quay hướng gió hướng nào đây anh em ơi. Gió này không xác định luôn ha. Nói chung là gió nhẹ, không có mạnh lắm. Nay ngày hôm nay gió khá là nhẹ nha anh em. Đó. Và cũng nói luôn về cái phần mà bay cao mà mở khóa này thì đây là một cái giấy phép bay mở khóa ha, có giới hạn nha anh em. Đó, nó có giới hạn về thời gian, giới hạn về vùng bay và về độ cao thì không có giới hạn nha. Tức nghĩa là anh em sẽ có một cái vùng bay cố định, một cái khoảng thời gian bay xác định nha. Và độ cao thì nó không có giới hạn nha anh em. Nhưng mà những cái kia thì nó có giới hạn á. Vì nói chung là những cái dòng máy mới như là DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro, E3 hay là DJI Mini 3, nói chung là những cái thế hệ mới sau này á, thì anh em không, hiện giờ nó chưa có những cái giải pháp mở khóa hoàn chỉnh ha. Chưa có những cái giải pháp mở khóa hoàn chỉnh, cho nên là chúng ta chỉ có thể ha, sử dụng cái giấy phép có thời hạn như hiện tại mình đang sử dụng nha anh em, chứ không có giải pháp nào khác đâu nha anh em. Nếu mà anh em nào bảo là drone hack hay là fly look siêu gì đó thì anh em cứ liên hệ với những cái bên đó này, và anh em cứ liên hệ với họ để họ cung cấp cho anh em cái dịch vụ ha. Còn bên mình thì mình không có sử dụng drone hack, mà mình cũng không có sử dụng fly look siêu gì hết nha. Đó, thì mình đây là giấy phép mở khóa bay cao không giới hạn độ cao, nhưng mà có giới hạn về vùng bay và thời gian bay nha. Cụ thể là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng nha. Và vùng bay bán kính từ khoảng 5 km đến 10 km đến 20 km tùy theo khu vực nha anh em. Đó. Và đương nhiên là không được bay vào những cái vùng mà nó kế cận sân bay hay là những cái vùng mà nhạy cảm nha. Đó, thì đơn giản là vậy thôi. Còn ngoài những cái vùng mà sân bay, những vùng nhạy cảm rồi đó thì anh em có thể bay với cái độ cao là không có giới hạn nha.
anh em bay thoải mái luôn nha. Đó thì nói chung là như vậy. Thì đây là một cái giấy phép mà do bên mình cung cấp nha. Anh em có cần thì anh em cứ liên hệ với mình ha, thì mình sẽ cung cấp cái giải pháp bay cao không giới hạn về độ cao để cho anh em trải nghiệm ha, bay cao săn mây là như thế nào hết anh em. Đó, và hiện giờ mình đã bay qua 500m chiều cao rồi hết anh em. Đã bay qua 500m độ cao rồi ha, và nó vẫn tiếp tục bay lên mà không có dấu hiệu gì là cần phải dừng lại nha. Đó, và body mình đang sử dụng là DJI Mini 3 Pro ha. Nó khả dụng cho tất cả các body Mini 3 Pro, Mini 3, Mini 4 Pro, E3, Mavic 3, nói chung tất cả các dòng máy đều có thể mở được luôn anh em. Đó, nhưng mà mình ưu tiên những cái dòng máy mà đời mới ha, còn những cái dòng máy mà đời cũ đó anh em thì anh em có Ron Hack này kia rồi thì anh em cứ đâm Ron Hack bình thường đi. Mình không có cản hay là mình không có ý kiến gì, bình luận gì về vấn đề đó. Còn với mình thì ở đây mình chơi cái giấy phép này dành cho những cái máy đời mới ha, để anh em săn mây cho nó up phê ha. Anh em muốn trải nghiệm mà bay cao này kia kia nọ rồi đó thì anh em có thể liên hệ với mình để mình cấp cho anh em cái giấy phép để anh em có thể mở khóa bay cao ha anh em. Đó, và cái này thì nó có giới hạn. Đó, vậy thôi. Ok, thì bây giờ mình vẫn cho tiếp tục cho nó lên cao để xem coi là chúng ta sẽ lên được khoảng bao nhiêu ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang Sport Mode ha. Với Sport Mode thì anh em lên được khoảng 17.6 km/h, tương đương với N Mode của Mini 4 Pro ha anh em. Và viên pin mình đang sử dụng cho con DJI Mini 3 Pro này là viên pin 5700mAh do chính mình sản xuất nha anh em. Anh em có thể coi là phần điện áp của nó ha. Điện áp của nó rất là chuẩn ha, nó tụt cái điện áp rất là nhẹ nhàng ha. Anh em thấy nãy giờ không? Nó giữ cái mức áp rất là tốt luôn ha, nó gần như không có cảm giác nó bị tụt áp cách nhanh chóng như các loại pin khác nha anh em. Của mình nói chung là nó ổn định lắm. Và một cái nữa là cái pin này này của mình nè anh em, thì nó có cái tuổi thọ nó cũng dài lắm anh em nha. Mình ước tính nó khoảng 200 chu kỳ sạc thì nó cũng chưa có dấu hiệu hư hỏng gì đâu anh em nha. Và điện phần trăm điện áp nó rất là ổn định luôn, nhiệt độ cell nó cũng khá là thấp luôn anh em. Đó, rất thích hợp để cho anh em săn mây này kia kia nọ rồi ha. Chung là bay cao bay đường dài mà sử dụng pin này thì phê khó nói luôn ha. Vì pin nó không có cái phần thừa phần lồi ha, nó đồng nhất trong một cái khối ha, và để gọn trong cái body máy bay, cho nên là anh em bay rất là sướng nha anh em. Bay với nó rất là sướng luôn, cực kỳ sướng luôn. Đó, và bây giờ mình đã hơn 1000m ha anh em. Đã hơn 1000m ha. Đó, anh em thấy hơn 1000m có gì thì không? Cũng không có gì đặc biệt ha. Đó, thì đây là chiều cao hơn 1000m này ha. Và phần trăm pin thì còn rất là căng luôn ha anh em. Đó, phần trăm pin còn căng lắm. Đấy, và bên dưới đây nè, 1000m khi nhìn xuống nè. Đó, 1200m này ha anh em. Và điện áp pin nói chung là rất là vô tư luôn nha. Đó, hôm nay thì ngày hôm nay trời không có gió, gió rất là nhẹ nhưng mà nhiệt độ ngoài trời rất là cao. Những ngày này ha, nhiệt độ ngoài trời cao cực kỳ luôn anh em. Nó nồm, nó ẩm, nó rất là khó chịu luôn anh em. Nha, những ngày này những ngày thời tiết rất là nóng ha, cho nên là anh em có thể thấy là nhiệt độ pin của mình nó 51 độ C ha, nó hơi cao một tí xíu ha. Tại vì là những ngày này trời rất nóng anh em ơi. Trời nóng anh em thấy không? Mây mù hết trơn. Mây mù này là do cái hiện tượng nồm ẩm nóng đó anh em, chứ không phải là do là trời lạnh đâu nha, mà là do trời nóng anh em. Trời nóng, trời nồm á, giống như nồm của ngoài khu vực phía Bắc vậy đó. Thì ở đây mình nồm của khu vực phía Nam ha. Tháng này trời nắng nóng cực kỳ luôn anh em. Đó, chuyển sang quay dọc cái nè. Đó, quay dọc ha anh em. Mini 3 Pro ha. Nhưng Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, Mini 3 này nó có quay dọc ha anh em. Rất là phê ha. Đó, thì giờ đang là 1500m rồi anh em. Mình cũng chưa bao giờ bay cao đến như vậy đâu anh em. Mình thường thì mình cũng chỉ bay thấp thấp thôi, mình cũng không bay quá cao đâu. Mình đây cũng đây là lần đầu tiên mình bay cao đến một cái độ cao nó kinh khủng như vậy luôn đó anh em. Đó, chứ hồi xưa giờ mình cũng không có bay cao đến như vậy đâu. Mình bay thì bay vừa vừa, bay thường thường thôi. Anh em có thể thấy mây ha, mây ngang chúng ta luôn ha, mây ngang mặt thiết bị ha. Và độ cao nó đang là 1600 này nha. Muốn qua được mây này mình nghĩ chắc cũng phải 1000, phải 2000, 3000 ha, 2000, 3000 gì đó anh em mới qua được cái mấy khối mây này nha. Còn nếu mà
mà không cao hơn nữa thì chắc khó để lồng để có thể qua được những cái khối mây như vậy ha. Khối mây này rất là cao luôn anh em. Anh em mới thấy cái hiện tượng mà có cái cánh không? Nó là do hiện tượng cái cánh quạt mà nó đổ bóng á, do mình đang quay về hướng mặt trời á. Nó đổ bóng lên cái camera nó ra cái hiện tượng dần sóng đó lên anh em. Mình không có gắn thẻ nhớ nha anh em. Mình không có gắn thẻ nhớ cho nên là mình sẽ giảm chất lượng xuống. Quay một đoạn. Ở độ cao 1900m. Hai nghìn mét rồi ha anh em, mình qua được lớp mây hơi thấp rồi ha, và độ cao là tăng hoài không giới hạn nha anh em, tăng đến khi nào mà anh em hết pin thôi ha, hoặc là sóng yếu thôi, chứ độ cao này nó không có giới hạn ha. Và dọc nè anh em. Đó, mình quay dọc ha anh em. Thôi mình nghĩ là mình sẽ xuống nha anh em. Mình nghĩ tới độ cao này là cũng đã rất là phê. Đó, mình sẽ quay dọc một đoạn nha. Và mình đi xuống nha anh em. Chúng ta cũng không nên cố làm gì đâu anh em ơi. Mình chơi cho biết thôi nha. Mình không có khuyến khích anh em bay cao giống như mình đâu nha. Bay cao như vậy rất là nguy hiểm luôn. Nói chung là mình chỉ thử để cho anh em biết được cái khả năng mà mở khóa độ cao này kia, đồ pin bọng đồ các thứ được ha. Còn việc bay cao như vậy nó thật sự rất là nguy hiểm nha. Mình không hề khuyến khích anh em bay cao giống như mình để làm gì đâu nha. Bay như vậy nó không có ý nghĩa gì hết nha anh em. Nó chỉ để mình so tài này kia, đồ chút đỉnh vậy thôi, chứ thật sự nó không có ý nghĩa gì hết. Nó nguy hiểm lắm. Bay cao rất là nguy hiểm luôn anh em nha. Ta phải biết lượng sức của mình mới được. Không có nên cố gắng quá đâu. Khoảng 2500m rồi. Thôi mình dừng lại nha anh em. Mình không có lên nữa ha. Ban một vòng nữa thôi. Mình xuống nha. Rồi ok mình xuống nha anh em. Đó mình xuống rồi nè. Mình sẽ coi phần trăm pin nè. 3,86 điện áp, 3,86 nhiệt độ là 48,9, 48,7 nhiệt độ đang giảm ha anh em. Do là mình xuống thì nó nhẹ ha. Nó nhẹ cái máy cho nên là cái điện áp nó cái điện cái tải nó nhẹ lại cho nên là pin nó giảm nhiệt độ anh em. Còn nãy mình lên mình vít ga nó hơi nặng tải pin cho nên là nó bị nóng cái viên pin chúng ta lên ha. Đó giờ mình xuống thì nó nhẹ hơn rồi đó anh em. Đó, bây giờ mình cũng vít ga mình xuống thôi anh em, chung cũng không có gì đâu. Mình đang bay ở độ cao 2300m này, quá cao rồi. Tay mình bắt đầu run rồi, mà mình thấy sóng nó bắt đầu đang sụt giảm mình khá là nghiêm trọng rồi. Mình run đúng chứ anh em. Chung mây là nó sẽ gây nhiễu sóng nha anh em. Mây nó sẽ gây hiện tượng nhiễu sóng và anh em sẽ bị mất sóng khi mà anh em lên cái mây nó quá dày nha. Nó sóng sẽ bị nhiễu rất là mạnh khi mà chúng ta vào mây nha. Đó. Cho nên là bay cao nó cũng không phải là cái gì đó hay đâu anh em ơi. Nó cũng nguy hiểm lắm anh em ơi. Mình đang lao vào cục mây rồi anh em ơi. Không còn nhìn thấy gì hết. Hết bộ nhớ. Tên tên. Rồi hết bộ nhớ ha. Mình mở cho ngang đi coi cho nó sướng. Đấy. Ngang này anh em. Bốn mươi bốn phẩy tám độ C, 3.85 nha. Pin rất là mát nha anh em, pin cực kỳ mát luôn. Và mình theo mình ước đoán thì mình có thể bay lên được khoảng hơn 3 km nha anh em, khoảng 3,5 km cho tới 4 km tầm cao anh em. Nó 3,5 hoặc là 4 km tầm cao ha. Và quay đầu về mình sẽ vẫn còn đủ pin nha, với pin 5700mAh nha anh em.
nha, và không hề có bất kỳ một cái cảnh báo gì về sự quá tải motor này kia kia nọ ha. Anh em không cần phải lo về vấn đề đó ha, không có quá tải motor đâu anh em đừng lo nha. Pin này nó vừa lắm, tổng trọng lượng của nó chỉ có khoảng 140g, anh em nó chỉ tăng khoảng 20g so với pin plus thôi, cho nên là anh em không có cần phải lo lắng về cái việc mà nó quá nặng nha, nó không có quá nặng đâu, nó vừa lắm nha. Và cái dung lượng nó rất là cao luôn anh em. Xuống dưới này thì gió bắt đầu có vẻ hơi mạnh mạnh, anh em thấy cái biểu đồ gió bắt đầu nó hơi nhảy rồi đó anh em. Xuống dưới thấp này bắt đầu có gió mạnh rồi đó anh em. Gió lắc lư quá anh em ơi, anh em thấy biểu đồ gió lắc lư ghê không? Gió khá là lắc lư ha. Thì mình đang hạ độ cao nó xuống nha anh em. Mình đang giảm tốc độ hạ độ cao xuống nha anh em, tại vì gió nó hơi lắc lư đó, mình không có dám kéo quá, nó lắc cái máy dữ lắm. Mình càng kéo xuống nhanh nó càng lắc cái máy nha anh em. Mình cho nên là mình giảm tốc độ hạ xuống nha, để cho nó hạn chế cái độ lắc lư của cái máy nha. Phiền quá, chuyển sang máy độ chế độ máy bay luôn, khỏi ai gọi luôn, phiền quá. Đó, bớt gió lắc thì mình hạ nó xuống nhanh thêm tí ha anh em. Đôi khi là mình cần bay cao để mình bắt được những cái cảnh nó đẹp giống như vậy nè anh em. Mờ mờ ảo ảo khá là đẹp ha anh em. Mờ mờ ảo ảo cũng có cái hay ha. Bay cao thì mới hứng được những cái cảnh này ha. Còn thấp thì đương nhiên là chúng ta sẽ không hứng được cái cảnh này ha. Mờ mờ ảo ảo. Khá là hay. Nói chung là cái con Mini 3 Pro anh em nó sẽ bay được lâu hơn con Mini 4 nha, Mini 4 Pro. Và con Mini 3 thường, Mini 3 thường sẽ bay được lâu hơn con Mini 3 Pro. Suy ra là nếu anh em muốn săn mây này kia rồi đó thì anh em nên mua con Mini 3 thường á anh em. Mini 3 không có chức năng, không có cảm biến gì hết á, thì con đó sẽ là bay lâu nhất, bay cao nhất, bay khỏe nhất nha. Còn mấy con mà xịn xịn giống như là Mini 3 Pro, Mini 4 Pro đó thì mấy con nó ăn điện dữ lắm anh em. Ăn điện ăn pin lắm, cho nên là anh em sẽ khó để có thể đạt được những cái độ cao ha, những cái độ cao, những cái tầm xa mà kỷ lục ha, vì nó ăn điện nhiều quá cho nên là nó nhanh hết pin anh em. Nó nhanh hết pin thì anh em sẽ chơi không được lâu ha. Còn chơi mấy cái con mà Mini 3 thường á, nó không có cảm biến, không có cảm bụng gì hết á, thì nó sẽ ít hao pin và nó sẽ đạt được cái thời gian bay rất là phê ha anh em. Đó, về tốc độ bay lên thì và bay xuống thì nó khá là chậm nha, cho nên là nó sẽ không có giống như chúng ta bay đường dài ha. Bay long range thì chúng ta sẽ bay nhanh hơn nha, chúng ta đốt năng lượng nhiều hơn, bay nhanh hơn nha. Còn bay kiểu như vậy thì nó sẽ khá là mất thời gian nha anh em, khá là lâu ha, vì tốc độ lên và tốc độ xuống nó có giới hạn nha anh em, chứ không thể nào mà lên quá nhanh và xuống quá nhanh được. Nên là bay nói chung thì nó cũng tương đối chán anh em. Với tốc độ này thì bay nói chung cũng tương đối chán ha.
Nãy mình bay lên cái lớp mây đen đen đó luôn á anh em. Ở đây mình nhìn lên thì mình không có thấy cục mây đen đen đó đâu, nhưng mà mình bay lên thì mình thấy có cái lớp mây đen đen đó luôn, ghê thật. Rồi mình đã xuống dưới 500m rồi anh em, tới sắp tới nhà rồi anh em. Mét rồi anh em, mà pin còn tới 50% lận nha anh em, pin còn tới tận 50%, vãi cái nồi anh em, thấy không anh em, coi là điện áp còn rất là đầy, rất là căng luôn anh em. Nãy mình bay 2,5 km chiều cao mà giờ điện áp xuống còn căng như vậy, và phần trăm pin còn tới 50% luôn, giờ là 200m rồi. Mình thấy nó rồi đó anh em, mình thấy nó rồi, nhưng mà phần trăm pin còn nhiều quá nhiều luôn anh em, nhiều như vậy thì không biết để làm gì luôn nữa. Nó viên pin 5700 này thật sự là nó quá đã luôn anh em, nó quá tuyệt vời để anh em mà săn mây và bay đường dài ha. Anh em nào có nhu cầu cần sử dụng thì có thể liên hệ với mình ha, mình cung cấp hết cho anh em các giải pháp về pin độ, pin dung lượng cao và mở khóa tầm cao để anh em có thể trải nghiệm ở cái sự trải nghiệm nó hoàn hảo, nó tuyệt vời nhất ha. Ok anh em, 49% ha. Thôi rồi giờ mình lui về thôi anh em ơi, để mình xem coi tổng thời gian nãy giờ mình bay là bao nhiêu phút nữa. Chuyển về N mod. Ôi, hạ cánh anh em ơi, 48% ha, quá trời trâu, pin quá trời trâu bò luôn anh em. Rồi đắp cánh nha anh em, quá đỉnh. Thời gian bay coi 21 phút nha, độ cao là 2,56 km nha, ghê không, bay 21 phút rồi mà pin còn tới 50%, hơn 50% nha, và pin cực kỳ trâu luôn, quá trâu luôn anh em, quá đỉnh.